alo chào các bạn mình tên là nguyễn thái duy và hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân bi training à, mình thành lập năm 2009 và cái trung tâm vườn ươm này à, giúp đào tạo cho các bạn ra khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp ba à, cái đối tượng đối tượng thứ nhất là các bạn khá khao đam mê ra làm kinh doanh nhưng mà bạn không biết bắt đầu từ đâu đối tượng thứ hai là đã ra làm rồi mà các bạn bị thất bại các bạn té lên té xuống thất bại rất là nhiều lần rồi mất rất là nhiều tiền rồi mà bạn không biết vì sao mà mình thất bại nó như vậy bạn muốn làm lại mà bạn không biết bắt đầu từ đâu à, và đối tượng thứ ba là đối tượng mà à, ra làm ăn kinh doanh một thời gian phát triển khách hàng tốt Tuy nhiên muốn làm lớn thì không biết làm sao để làm lớn ok đây là cái chương trình mà mình sẽ chia sẻ bạn và hôm nay à, mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề À, cái chủ đề này nó khá nhạy cảm đó là chủ đề về stress à, các bạn bị stress dân kinh doanh là hay bị stress lắm và cái cách làm sao để chúng ta đối phó nó và cái người làm kinh doanh đó là chúng ta cần phải biết cái giải quyết cái vấn đề này còn nếu mà các bạn không biết giải quyết thì các bạn sẽ bị 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 ảnh hưởng đến sức khỏe bị ảnh hưởng đến tư duy bị ảnh hưởng cái khả năng làm việc của mình nên nó, nó rất là khó chịu nó là ngay bây giờ các bạn hãy theo dõi cái chương trình livestream này dĩ nhiên ban ngày các bạn rất là bận đúng không các bạn có rất là nhiều việc các bạn rất là bận Tuy nhiên hãy cố gắng ngồi xem cái livestream này còn nếu mà không xem được thì hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn để giờ lúc rảnh vào xem và comment chia sẻ các bạn mời bạn bè vào xem để ai đó mà chết đó họ đang bị stress thì họ có cách đó họ giải quyết chứ không không thôi họ đổ bệnh thì các bạn đã biết cách mà các bạn không chia sẻ cho họ thì rõ ràng là nó có một cái gì đó nó nó không đúng đúng lắm đúng không à nó là bây giờ các bạn hãy à, hãy xem cái livestream này hãy chia sẻ về nhà mình và mời bạn bè mình cùng vào xem đặc biệt mà mấy ông mà giai đoạn đầu ra khởi nghiệp stress gớm lắm ok mấy ông không biết cách giải quyết mà ông stress kinh khủng luôn à, nên là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi và à, cứ toàn bộ những chia sẻ mình là dành cho những người đam mê về kinh doanh những người đam mê về khởi nghiệp những bạn mà không đam mê về kinh doanh à, các bạn chưa làm kinh doanh các bạn chưa khởi nghiệp các bạn chưa làm chủ mà các bạn xem những live stream của mình thì nó rất là nguy hiểm cho bạn à, vì sao à bởi vì một thời gian rồi bạn như thế nào à, à rồi bạn lại cũng bởi gì à? à bị chết ok À, rồi bạn gì à? à, bạn lại bỏ việc cái công việc làm ổn định của bạn để bạn ra làm kinh doanh, nên cái điều này là mình gửi đến cái lời cảm đá cho các bạn, bạn là mà dân văn phòng mà xem cái livestream này thì thì rất là dễ à, để gì à, để đi đến cái việc làm kinh doanh, à, chọn cái con đường làm kinh doanh cho cuộc đời của bạn nữa là sau này các bạn đừng có trách mình nha, à, còn các bạn là mà dân kinh doanh các bạn xem livestream của mình thì thì dĩ nhiên là hợp lý rồi và bạn nào đã có được hai cái quyển sách của mình rồi thì các bạn cũng comment xuống các bạn nói là các bạn đọc hai cái quyển sách của mình rồi à, Và bạn nào chưa được vào trong group thì các bạn hãy comment xuống để ép các bạn vào group à, Vào một cái group riêng, à, cái group của những người đọc sách, của những người đã ra làm kinh doanh rồi à, Và bây giờ là mình đi vào vấn đề liền à, Vấn đề thứ nhất, à, công việc nghèo ổn định <laughs> Triển em tuyệt vời quá mà, em đã ra em làm kinh doanh rồi mà À, nên là em nói cái từ nghèo ổn định rất là thú vị đúng đúng không chị ơi ok vậy thì cái thứ nhất thứ nhất là các bạn có cái triệu chứng gì khó ngủ hồi nãy mình thấy có bạn uh, quốc thoại gì đó à, bạn nói rằng là bạn bị chết đúng rồi không biết cấp là chết lắm mất ngủ thường thường những ông mà mới ra làm kinh doanh mà ông mất ngủ lắm đó là bởi vì vẫn để trong đầu ông rất là nhiều thứ à, rất là nhiều thứ làm cho ông rất là mất ngủ À, phải có hai cái quyển sách mới được vào group bạn uh, trà giang à, hai quyển sách và trả lời được trả lời hai quyển sách mà trả lời được những cái câu hỏi thì mới vào group được còn mà không trả lời được câu hỏi thì không có vào group được đâu à, không phải là tự nhiên vào group phải có điều kiện à, bởi vì sẽ lọc ra những người làm kinh doanh nhiều khách quá nên chết thì à. ok nhiều khách quá mà chết thì rõ ràng là cái chết của bạn là bạn có thói quen chết cái cái kiểu gì cũng chết À, không có khách cũng chết, à, có nhiều khách cũng chết, à, không có tiền cũng chết, mà nhiều tiền cũng cũng chết. À, vậy vấn đề là không phải không có khách chết, mà vấn đề cũng không phải có nhiều khách chết, à, không phải là không có tiền chết, mà không phải là có nhiều tiền quá chết, mà vấn đề là cái cách suy nghĩ bạn đang có vấn đề, à, cái con người bạn đang có cái vấn đề, cái phía bên trong bạn đang có vấn đề nên là nhiều tiền cũng chết, mà hết tiền cũng chết khách nhiều cũng chết không có khách cũng 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 chết ok vậy là bạn cần phải xem lại cái vấn đề này ok các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi ok chưa bạn tình đặng ok em chia sẻ chưa bạn uh, duy vũ ok lâu rồi mà vẫn mất ngủ thầy ơi ok vậy thì bạn phải điều chỉnh cái con của mình hãy điều tiết cái con người của mình đừng có để nó muốn vào rớp thì làm kiểu gì thầy ơi à muốn vào rút thì bạn phải mua hai cái quyển sách của mình à, à bạn phải mua hai cái quyển sách của mình à, quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn và quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi à, bạn phải mua hai cái quyển sách này là các bạn sẽ được vào rút à ok chưa à, hai quyển sách là hai trăm mười ngàn hai trăm mười ngàn Uh, free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước các bạn chỉ cần cho số điện thoại thôi là sách sẽ được ship bằng bưu điện đến nhà các bạn rồi đến đó mới thu tiền các bạn không cần phải thu tiền trước luôn bạn nào đã có hai cái quyển sách rồi thì các bạn comment xuống hai quyển sách là 210 trăm mười nhân bạn trung tiến ơi Phi uh, free ship cho các bạn giai đoạn này free ship cái, cái free ship nó cũng ba hay bốn 000 ngàn gì đó à, và giai đoạn này free ship cho các bạn 210 trăm mười đó là gì ạ à? là giá bia đó. À, tại vì sao à? Mình ưu đãi cho các bạn để các bạn có sách các bạn đọc. OK. Stress. À, à, những cái ông mà có dấu hiệu stress là thứ nhất là ông khó ngủ. À, ông nằm ông trằn trọc. Tới khuya rồi mà ông cũng gì à? à ông cũng không ngủ được hoặc là ông có ngủ chút xíu thì ông rất là dễ giật mình. À, đầu óc thì ông có lúc nào cũng rối bời. à, à Đầu óc thì rối bời. À, rồi tâm trạng thì lo lắng. À tâm trạng thì lo lắng thì những người như vậy là các bạn đã bị chết rồi à, ra khởi nghiệp những ngày đầu các bạn cũng chết em mua hai quyển sách rồi mà chưa được vào group em muốn vào group thì em phải trả lời được câu hỏi nha bạn thành võ không phải mua sách là vào group mà điều kiện một là mua hai quyển sách điều kiện hai là trả lời được những cái câu hỏi thì các bạn sẽ vào group ok chưa Đêm năm canh giấc chẳng lành, ok, đúng rồi, trần trọc băng khoăn giấc chẳng thành, đúng không, <laughs> thơ của bác Hồ Ok, bạn Trung Tiến, ngày hôm nay các em sẽ gửi ra cho bạn Trung Tiến nha Hình như là bạn ở Phú Yên đúng không, đúng không bạn Trung Tiến ơi, bạn giới thiệu cho mình cái à, Ừ, mà các bạn đang ở cái khu vực vùng miền nào thì các bạn comment xuống để cho mọi người cùng biết nha Để biết nhau, à, y chang em thầy, tuyệt vời thôi, <laughs> y chang đúng không, mới ra kinh nghiệp đầu óc đúng không đầu óc lăng tăng lăng tăng đầu óc suy nghĩ đủ thứ rồi ngủ không được rồi rồi như thế nào ạ à? rồi rồi làm cho mình ốm mình thấy đầy những ông mới ra khởi nghiệp á ốm nhơm à mặt mày ốm nhơ mà, hốc hác à ăn không ngon ngủ không yên luôn à phổ yên thái nguyên ạ à. ok bạn trung tiến ở thái nguyên rất là vui ở thành phố thái nguyên mình chưa có dịp nào mình đến được thái nguyên hy vọng một ngày gần đây mình đến thành phố thái nguyên Chào bạn Nguyễn, bạn Nguyễn Thị Thảo Trang, ok. Chào bạn Lê Thiện Ngọc Huyên, ok. Chào bạn Huyền, bạn nào mới vô chưa biết mình, lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống. Còn các bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn cũng comment xuống để chúng ta chào nhau thôi các bạn ơi, ok. Chào bạn Phùng Nguyễn, rất là tuyệt vời. Vậy thì à, cái vấn đề gì à, hãy cố gắng gác lại để cho khỏi trét thì hãy cố gắng, hãy cố gắng gác lại những việc đó qua một bên để cho đầu ông chúng ta thanh thản bằng cách trước khi ngủ trước khi ngủ các bạn có thể ngồi thiền ngồi thiền khoảng 15 phút nghĩa là buông bỏ ngồi thiền hoặc là hoặc là trước khi ngủ các bạn nằm à, các bạn nằm xuống em cũng đặt hai cuốn sách thầy em đang ở lê thị riêng quận 12 thầy nhé ok ngày hôm nay các em nó sẽ giao cho em nha an gia an na trà giang rồi à, vâng chào bạn Phương nguyễn chào bạn quyết đặng em ở hà nam tuyệt vời Chào bạn Lâm Văn Ok Lâm Văn bữa em đã vào rất rồi Nhưng mà cái avatar em chưa đúng chuẩn Nên em đã bị ra khỏi rất rồi à, Ok bạn ở Thái Bạn Trung Tiến ở Thái Nguyên à, Mình tin rằng một ngày gần đây Mình sẽ đến Thái Nguyên nha bạn Trung Tiến ơi Em ở tỉnh Thứ gì Tây Ninh Ok bạn Hùng Tuấn đang ở Tây Ninh tuyệt vời Thì các bạn nào mà đang chết á Là các bạn phải chấp nhận buông bỏ đi bằng cách gì? trước khi ngủ, trước khi ngủ các bạn nằm im nhắm mắt lại và thả lỏng cái đầu của mình ra. Cũng đó là cũng một cái dạng thiền á, mà thiền đó là người ta gọi là thiền relax lắc á. thả lỏng cái đầu ra, thả lỏng ra, thả lỏng ra, nằm thẳng, thả lỏng ra, bỏ ra khỏi đầu và các bạn chỉ tập trung vào cái hơi thở thôi và bắt đầu bạn đếm, hít một rồi hít hai hít ba chỉ tập trung vào hơi thở và nghe hơi thở của mình thôi để gì ạ à? để các bạn buông bỏ hết những cái suy nghĩ những lần tầng đầu để gì ạ à? để ngủ ngon bởi vì sao bởi vì con người chúng ta cần có 6 đến 7 tiếng ngủ ngủ gì ngủ cho nó thẳng giấc để gì ạ à? để chúng ta phục hồi phục hồi cái năng lượng sau một ngày làm việc à còn nếu mà các bạn cả một ngày các bạn làm việc các bạn bị áp lực rồi đặc biệt là à, đặc biệt là bạn gì à? bạn à, bạn ra khởi nghiệp còn nhiều cái để lo còn nhiều cái để làm quá mà bạn có cái giấc ngủ không được ngon Tại sao à thì sức khỏe của bạn nó sẽ rất là nhanh cạn càng kiệt và bạn cũng rất muốn kiên trì bạn cũng rất muốn quyết tâm bạn cũng rất muốn kiên nhẫn nhưng mà như thế nào à nhưng mà sức khỏe và đầu óc của bạn nó không còn kịp nữa các bạn cứ nghĩ rằng cái sự kiên trì nó đi liền với sức khỏe ạ à? bạn cứ nghĩ nó như vậy mà tối em tham gia lớp của thầy mong thầy giúp đỡ ok bạn quân dương tối hôm nay là có lớp à, tối hôm nay lúc 18 giờ tại trung tâm của b training à, sẽ có lớp kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí nên là các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, ở gần đây Thì các bạn chạy về BDN để các bạn tham gia cái lớp này Ghế ngồi chỉ có được 70 chỗ thôi À, Bây giờ thì cái lượng người đăng ký cũng quá đông rồi Khoảng được 50 chỗ rồi Nên bạn nào mà tham gia thì các bạn hãy đăng ký sớm Ok chưa? Vâng Và mình quay lại chủ đề à, Chúng ta hãy bua bỏ đi để chúng ta có một cái sức khỏe À tối nay em cũng đi học lớp của thầy tuyệt vời bạn ngô thanh dũng ok bạn ngô thanh dũng cũng xem cái chương trình này rất là tuyệt vời thì các bạn hãy buông bỏ đi để các bạn có một cái giấc ngủ ngon à, chào bạn Hà nguyễn ok bạn Hà nguyễn à, và khi các bạn có cái giấc ngủ ngon đó thì ngày hôm sau bạn mới có sức khỏe chứ à, bạn cứ nghĩ nó là sức khỏe nó sẽ giúp cho chúng ta ý chí tốt hơn không bạn có nghĩ là sức khỏe nó làm cái tính chúng ta kiên trì hơn không chắc chắn là có bạn nghĩ nó có có không à nếu bạn nghĩ có thì bạn comment xuống có bạn nghĩ nó không thì bạn nói không ví dụ các bạn leo núi các bạn leo núi ok các bạn leo núi và nếu mà sức khỏe không có thì cái sự kiên trì của bạn nó cũng giảm đi à, cái ý chí của bạn nó cũng giảm giảm đi nó là mình nói với các bạn rằng ý chí và sự kiên trì nó cũng đòi hỏi có năng lượng thiếu năng lượng thì làm sao mà ý chí kiên trì có được nó là khi trong quá trình chúng ta leo núi à mà sức khỏe chúng ta tốt à các bạn năng lượng chúng ta tràn đầy thì cái ý chí chúng ta nó nó tuyệt vời hơn nhiều bạn cứ cảm nhận ra điều này không ạ à? trong quá trình mà chúng ta leo núi mà bụng chúng ta nó đói quá mà sức khỏe chúng ta nó càng ngày nó càng kiệt đi thì nó như thế nào ạ à? chúng ta cứ muốn ý chí chúng ta muốn kiên trì cũng không có được à, đó là lý do mà chúng ta cần phải có được cái sức khỏe tốt à mà cái cái mà bị chết là nó 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 là một cái kẻ thù nó nó phá nó công phá cái sức khỏe của bạn kinh kinh khủng ok nên là à, ông nào mất ngủ khó ngủ là như thế nào à nó sẽ bị chết ghê gớm luôn nên là hãy cho chúng ta một cái giấc ngủ ngon một cái giấc ngủ thẳng một cái giấc ngủ rất là tuyệt vời à để chúng ta có sức khỏe tốt và khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta làm việc rất là năng lượng bạn đồng ý điều này không ạ à? Nếu đồng ý là các bạn comment xuống các bạn nói là tôi luôn có sức khỏe tốt. Tôi luôn bảo vệ sức khỏe của tôi, tôi luôn ngủ ngon để chúng ta có sức khỏe tuyệt vời. Các bạn comment vô vô đi. Các bạn comment như vậy để nó như thế nào ạ? À? Để nó đi vào trong suy nghĩ của bạn nó đi vào trong tiềm thức của bạn. À các bạn biết tiềm thức không? Tiềm thức lâu nay nó đang có cái phong trào mọi người đi học tiềm thức á. À tiềm thức thì đâu cần phải đi học gì đâu. Các bạn cứ suy nghĩ tích cực, các bạn cứ tuyên bố nó mỗi ngày, các bạn cứ suy nghĩ nó là tự nhiên nó đi vào bên trong bạn À, đi học để, để gì à, để cái tiềm thức thôi thì nó cũng bấy nhiêu chuyện thôi, ok chưa À, tôi luôn ngủ ngon để có sức khỏe tuyệt vời, tuyệt vời À, bạn Julie Lê nói rất là tuyệt vời Tôi luôn có sức khỏe tốt, tôi luôn ngủ ngon, vâng Các bạn tuyên bố như vậy và một ngày bạn tuyên bố nhiều lần À, là tự nhiên cái con người bạn nó, nó sẽ ngủ ngon, ngon thôi À, tôi luôn buông bỏ những cái lo lắng, luôn buông bỏ những cái suy nghĩ đi, à, để tôi có sức khỏe tốt, để tôi ngủ mỗi ngày để sức khỏe của tôi nó trang đầy, chút xíu nè mình live stream cho các bạn xong cái mình đi ăn trưa, mình đi ăn trưa cái xong cái mình có một cái giấc ngủ trưa rất là ngon, ok chưa? nghĩa là bắt đầu sức khỏe mình được phục hồi, à, và chiều nay mình làm việc rất là tốt, ok, à, và tối nay mình đứng lớp cho các bạn nữa, luôn tập thể dục để có sức khỏe tốt, chắc chắn rồi, tập thể dục là bắt buộc rồi. À ok cái thứ hai cái thứ hai vừa rồi là mình nói là không ngủ đúng không à cái thứ hai là nhức đầu à các bạn biết là có nhiều lúc cái đầu bạn nó nhức cứng vậy á à chẳng ai muốn nhức đầu hết đầu của bạn nó nhức bạn cảm thấy như muốn bệnh muốn muốn đổ tung cái đầu ra à bạn thấy là cần phải đối phó với nó à, thậm chí có người nhức đầu quá chịu câu nổi phải uống thuốc giảm đâu à các bạn chưa tôi luôn ngủ để có sức khỏe tuyệt vời không có sức khỏe thì không làm được gì cả chắc chắn đâu bạn hằng nguyễn ơi à, cảm ơn thầy đã chia sẻ kiến thức sống cho mọi người học hỏi ok bạn mai nguyễn tuyệt vời bạn ngoài mai nguyễn ơi em hãy chia sẻ cái livestream của của mình này về nhà em đi chào bạn hoàng thị kiều trang ok à, chào bạn kỳ nam ok em à, vậy thì cái thứ hai là cái gì nhức đầu nó nhức bung cái đầu nó nổ bung cái đầu vậy đó ok giờ nghĩ là các, các các bạn biết không khi mà cái đầu của chúng ta chúng ta suy nghĩ nhiều cái 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 bộ não của chúng ta nó như có cái con chip á như con chip đó. các bạn mở cái máy tính lên là các bạn biết bạn mở một phần mềm lên thì các bạn thấy nó ngọt đúng không bạn nào vừa mở word vừa mở excel à, vừa mở photoshop mà cái máy của bạn nó yếu á các bạn thấy không là nó chạy chậm liền à, và các bạn thấy lúc đó cái máy của chúng ta nó nó cái máy laptop của chúng ta các bạn nghe nó nó chạy mà nó lên tiếng luôn nó phò 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 phò, phò gì và nó phi ra cái hơi nóng các bạn à là cái máy đó nó cũng đang nhức đầu đó cái máy laptop đó nó cũng đang nhức đầu đó à bạn Thuy nguyễn lần đầu tiên tham gia ok rất vui làm quen với bạn Thuy nguyễn bạn lê phú quang cảm ơn em bạn hiền phạm ok chào bạn hiền phạm à bạn Thuy nguyễn nếu mà lần đầu tiên em tham gia thì tuyệt vời sau khi livestream xong mình sẽ kết nối với em à bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống các bạn nói là các bạn đã đọc sách của mình rồi à, mà các bạn chưa được vào group thì mình sẽ ép các bạn vào group chào bạn Lê Tuấn ok à, chào bạn Lê Tuấn rất là nhiều à, rất là vui bạn đã lên và bạn chào mình ok tiếp tục à các bạn mình quay lại chủ đề này các bạn thấy không cái con người chúng ta nhức đầu cũng cũng vậy á khi chúng ta nhức đầu cũng vậy á là khi chúng ta để quá nhiều việc cái người làm kinh doanh đó, cái, cái những người làm khởi nghiệp đó, thì chúng ta có rất là nhiều thứ chúng ta nằm ở trong đầu của mình à chào bạn Thái Thi ok chưa Thái Thi em có hai quyển sách của mình chưa à em đã đọc sách của thầy rồi ok bạn Đỗ Giang em đã vào group chưa nếu vào group thì em đặt những câu hỏi đi à, chào bạn Quân Dương ok à, rất là tuyệt vời chào bạn Thắng Bùi à, bạn mới vào tuyệt vời à, ok tiếp tục vậy thì cái đầu con người của chúng ta cũng vậy bạn xử lý nhiều thứ một lúc á bạn bạn xử lý nhiều nó là cái đầu của chúng ta nó cũng nóng lên và nó nhức nó nhức nó nhức bưng ra nhức lắm à, và nó nhức lắm thì nó như thế nào ạ à? là cái đầu của bạn nó không tốt và bạn để một thời gian vậy là nó nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nó nhiều bệnh lắm nó nhiều bệnh lắm à, nó có rất là nhiều bệnh À, bạn nào mà đọc sách mình mà các bạn học được cái bài học gì thì các bạn comment xuống à, một cái bài học mà bạn học được trong sách đó là cái bài học nào hoặc là hai bài học có thể là ba bài học đó là những bài học nào à, bạn Trần Văn Cậy, bạn Trần Phúc Sinh, ok chưa? bạn nào xem hồi nãy giờ mà chưa chia sẻ cái livestream này về thì các bạn chia sẻ livestream này về tại vì cái livestream này nó rất là giá trị à, mình đang chia sẻ bạn để gì à? nó vừa phục vụ cho việc kinh doanh nó vừa phục vụ cho sức khỏe À, mà bạn còn gì nữa bạn còn phải giúp nhiều người khác nữa nên là bạn cần phải chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi ok cậy ơi em chia sẻ chưa cậy ơi ok chưa tiếp tục à, Nó là bà, có những người à, họ uống cả thuốc giam, giảm giảm đau luôn để họ đỡ nhức đầu à, điều này nó vô cùng nguy hiểm à, và bạn uống nhiều là là bạn dễ bị đột quỵ lắm à, điều này nó nó không tốt chút xíu nào Em đã đọc quyển vượt biển lớn rất hay và thực tế Cảm ơn thầy Ok chào bạn Vũ Văn Duy Em đọc luôn cái quyển mỗi ngày một chút thôi nữa Nguyễn Văn Duy ơi Cái quyển mỗi ngày một chút thôi thì nó còn tuyệt vời hơn nữa Ok tuyệt vời à. Vậy thì nó như thế nào ạ à? Vậy thì lúc đó bạn cần phải ngồi xuống Lúc nhất đầu là đừng có làm gì hết Giống như cái máy tính của chúng chúng ta có lúc mà nó đang chạy vào phò nó nóng lên á Thì lúc đó bạn đừng có xử lý cái công việc gì hết để Bạn xử lý nó cũng rất là chậm cái đầu của chúng ta cũng vậy lúc đó và bạn xử lý nó cũng rất là chậm ok chưa bạn ngồi xuống và bạn từ từ từng lúc bạn suy nghĩ thực sự là lúc này chúng ta đang suy nghĩ những cái vấn đề gì ghi nó ra và tạm thời nó như thế nào ạ à? tạm thời gạt bỏ nó ra gạt bỏ nó ra hoặc là các bạn thoát ra khỏi cái môi trường đó các bạn đi ra gần cái bờ sông các bạn ngắm sông các bạn đi ra gần cái cây hoa, các bạn ngắm hoa Các bạn nhìn lên bầu trời à, Tức là mình thả lỏng cái đầu mình ra Mình nhìn trước mắt mình có cái gì Thì mình nhìn về cái đó, mình suy nghĩ về cái đó thôi Tạm thời buông bỏ hết Giống như cái máy laptop của chúng ta khi mà nó nóng lên đó Là các bạn phải delete nó bớt đi, delete nó bớt đi, delete nó bớt đi Thậm chí các bạn phải tắt máy và các bạn khởi động lại Để cho nó ngủ rồi các bạn khởi động lại Thì sau đó nó mới làm việc hiệu quả Thực sự mà nếu mà các bạn mà để con người của bạn mà nó rớt vào những cái trường hợp như vậy là nó nguy hiểm vô cùng. À, không nên để vào cái trường hợp mà nó nhức bưng bưng kéo dài một thời gian là quá nguy hiểm. Em đọc hai quyển sách của thầy rồi. Thầy ơi, cho em vào. Rớt với, ok. À, sẽ cho em cái đường link và em trả lời được hai, ba câu hỏi đó thì em sẽ vào rớt, ok không ạ? À, chào bạn Phan Bảo Phương. À, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Phan Bảo Phương nhiều. À, nên là các bạn như thế nào à? các bạn à, nghe thầy chia sẻ em lại có thêm năng lượng đúng rồi có năng lượng mới làm việc được bạn thắng bùi ơi à, cuộc sống của chúng ta là chúng ta cần phải có năng lượng mà muốn có năng lượng thì chúng ta cần phải có sức khỏe mà muốn có sức khỏe thì chúng ta phải có cái hoạch về ăn uống về tập luyện thể dục à, phải có cái cách về tư duy thì tự nhiên cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ rất là tốt cái thứ ba là lòng bàn tay của chúng ta nó đổ mồ hôi à, các bạn gửi vô cái thứ ba hồi nãy giờ không có cái bạn nào À, 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 không có bạn nào ngồi tổng kết lại cho mình ta cái thứ ba là lòng bàn tay chúng ta đổ mồ hôi à, đổ mồ hôi rất là nhiều và nó hay đổ mồ hôi à, thì hay đổ mồ hôi là nó rớt vào những trường hợp gì trường thứ nhất là có có thể là các bạn bệnh bệnh à, trường thứ nhất là các bạn bệnh bạn nào mà hay đổ mồ hôi tay bệnh là không tốt quá các bạn ơi à, vậy thì chúng ta chữa trị đi thực sự là trước kia mình cũng có đổ mồ hôi à, đổ mồ hôi nhiều á đổ mồ hôi nhiều là không có tốt à, đổ mồ hôi nhiều à, hoàn toàn không có tốt chút xíu nào hết à, nó là cái cái kinh nghiệm của mình là 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 lúc đó mình uống vitamin tổng hợp với các bạn là các bạn muốn hồi đó thì mình uống vitamin tổng hợp à, cái uh, vitamin đó được mua từ Mỹ thôi à, mình cứ uống đều uống đều thì rõ ràng là rõ ràng là theo cái kinh nghiệm của mình á mình không phải là bác sĩ nha nhưng mà mình mình chỉ trải nghiệm tâm mà theo kinh nghiệm của mình á thì do lòng bàn tay chúng ta đổ mồ hôi theo cái cách đó là 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 do gì là do chúng ta thiếu chất thôi thiếu chất nhiều lúc chúng ta ăn uống hàng ngày á chắc nó không có đủ các bạn à nó thiếu chất cái nó mất cân bằng ở cái chỗ nào đó à nó là là tự nhiên à, cái, ví dụ nó nó mất cái cân bằng của một cái tiếng mồ hôi nào đó nên là tự nhiên là nó đổ mồ hôi cái đó là cái dấu hiệu các bạn à, khi cái cơ thể của chúng chúng ta nó cũng giống như trong tự nhiên thôi à, khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì thì thì nó luôn có cái dấu hiệu trước à nó luôn có cái dấu hiệu trước khi lòng bàn tay chúng ta nó đổ mồ hôi thì nó cũng có cái dấu hiệu trước nên là hồi đó mình nhớ là mình uống vitamin tổng hợp thì nó hết hết tới bây giờ luôn cả hơn chục năm rồi à thì theo kinh nghiệm của mình á, thì mình nghĩ đó là có lẽ là do do chúng ta thiếu chất À, ăn uống thiếu chắc và bây giờ thì mình cũng luôn bổ sung vitamin tổng hợp à, để nó luôn gì ạ à? nó luôn có à, đầy đủ nó có sức khỏe đầy đủ thì nó sẽ tốt rồi cái dạng đổ mồ hôi thứ hai là là bình thường các bạn không có đổ mồ hôi nhưng mà khi mà các bạn gặp cái gì stress á là các bạn bắt đầu cái tay bạn nó có đổ mồ hôi mình ví dụ như là à, khi bạn không có quen đứng trước đám đông à, bạn không có quen đứng trước đám đông và khi như thế nào ạ à? À, khi bắt bạn lên, bạn đứng trước đám đông thì tự nhiên cái tay bạn nó đổ mồ hôi ra, người bạn tỉnh mồ hôi ra, các các bạn dùng chưa? thì cái lúc đó cũng như thế nào, bạn đang bị đối diện với một gì, một cái áp lực bị stress, à, bị stress, à, các 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 bạn hòn nhung chưa? À, bạn đang đối diện với áp lực đó. À, bạn Trần Hiếu. à, em chào thầy, từ ngày em biết thầy, em học được rất nhiều, em cảm ơn thầy rất nhiều. hiện mình đang làm bên lĩnh vực à, thứ gì xuất khẩu lao động tất cả các nước bạn nào muốn đi hợp tác thì liên hệ với mình nhé ok cảm ơn bạn rất là nhiều cảm ơn bạn rất là nhiều các bạn nào mà đã học cái chương trình của mình mà nghe cái chương trình của mình thì phần lớn là các bạn không đi xuất khẩu lao động đâu à, các bạn ra làm kinh doanh ngay ở đất nước chúng ta cả gần 100 triệu dân à, ở lại đất nước của chúng ta làm kinh doanh sẽ rất là thành công giàu có ok chưa con đọc sách của thầy rồi nè ok bạn lung linh cảm ơn bạn lung linh chào bạn mỹ bình à, bạn lung nói là rất hay và em học được rất là nhiều từ sách của thầy ok lung linh cảm ơn bạn lung linh rất là nhiều em học được bài học nào thì em comment xuống à, lung linh ơi em học được một bài học nào một bài học thôi mà em học được từ cái quyển sách vượt biên lớn là gì em comment xuống và một bài học mà em học được từ cái quyển mỗi ngày một chút thôi là gì là em comment xuống ok bạn lung linh ơi à cảm ơn em rất là nhiều chào bạn đức phú nha ok tiếp tục thì khi lòng bàn tay mà nó đổ mồ hôi á à, thì nghĩa là bạn đang gặp một cái việc gì đó đó nó bạn, bạn bạn đang gặp một cái việc gì đó nó làm cho bạn sợ và bạn chết ok chưa chào, chào bạn Thủy lê à cảm ơn bạn rất là nhiều chào bạn giang đổ à, nước mình giàu còn nhanh và an toàn hơn sức khảo lao động ok À, cảm ơn em rất là nhiều bạn cái à, à, thì mạnh trinh bá mạnh ờ thì hey, lúc nào thầy cũng gửi cho em một cuốn mỗi ngày một chút thôi vâng em comment xuống cái số điện thoại của em thì mình mới gửi được chứ ok giờ dạo này em rất mắc lửa thầy ơi không biết sao ồ oh, mắc lửa em mắc lửa thì em hãy đi bot lại đi cãi ơi ở nhà là mắc lửa là đúng rồi cãi ơi à, dành thời gian đến bot mà em lại cũng không dành thì em mắc lửa là đúng rồi à thì, thì khi, khi mà mà cái mồ hôi chúng ta nó 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 cứ nó gặp cái việc gì mà gấp đôi nó ra mồ hôi thì lúc đó là chúng ta cũng đang bị chết thì cái đó là cái dấu hiệu chết thì lúc đó bạn phải hít thở thật sâu bình tĩnh lại hít thở thật sâu bình tĩnh lại ok chưa hít thở thật sâu bình tĩnh lại và các bạn có thể là cười à, nhìn một cái gì đó bạn cười à, nghĩ một cái câu chuyện vui để bạn cười để bạn relax đi à, để cái cơ thể chúng ta nó không có nằm ở trong cái thằng trạng thái chết vì nó nằm trong cái trạng thái chết là nó không có tốt chút xíu nào hết à, bạn dương thì bảo yến ok chào bạn dương thì bảo yến ok chào bạn ba mạnh à, các em ngày hôm nay nó sẽ gửi cho em em đi đều mà thầy vâng đi đều thì em phải có mục tiêu à, bạn mạnh biết không em phải có mục tiêu em phải có mục tiêu và mỗi ngày em bám vào cái mục tiêu đó em làm thì em đâu có bị những cái trường hợp đó ok à? em chuẩn bị đi lĩnh hội những kiến thức của thầy đây ok tối nay nếu mà rảnh thì em đi tham dự ngay lại là cái lớp 3 tiếng đồng hồ nha bạn thành võ ơi hít thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh đúng rồi bạn giang ơi hít thật sâu và giữ lại bình tĩnh rất là tuyệt vời bạn lê trọng thông ơi ok cảm ơn các bạn rất là nhiều à, ngay giữa buổi trưa mà các bạn cũng rất là năng lượng không thầy ơi bạn quân dương nói là không thầy ơi là cái gì mình không biết à khó tiêu cái thứ tư đó là khó tiêu hồi nãy giờ không có bạn nào nốt lại ta mình đang nói tới cái thứ tư rồi mà à, khó tiêu ok nếu mà chúng ta bị cái chứng khó tiêu à, các bạn thấy nó có kỳ lạ không ạ à? nó vô cùng kỳ lạ đúng không à, tự nhiên chết mà nó ảnh hưởng đến cái bụng à, đúng vậy cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó từ cái đầu này với cái bụng nó liên hệ với nhau, à nên là khó tiêu lại chính là một trong những cái cách mà mà nó như thế nào ạ? À? nó làm cho chúng ta gì à? nó làm cho chúng ta hiểu được chúng ta bị chết à, ăn khó tiêu chịu khó lên gặp thầy là năng lượng lên đỉnh cao, ok cảm ơn bạn thủy lê rất là nhiều, ok chưa? nó là À, khi mà bạn ăn uống mà cái bụng nó cứ nê 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 đó ok chưa Là Là rõ ràng là chúng ta đang có cái dấu hiệu đó Dạ chào anh chào Bạn Võ Anh Dạ em chào anh rất là tuyệt vời à, Cảm ơn bạn Võ Anh rất là nhiều Lần đầu vừa tiên chắc là em biết đến mình đúng không à, Comment rồi mình sẽ kết nối mình làm quen với em ok chưa à, Cảm ơn bạn rất là nhiều à, Tiếp tục à, khó tiêu à, Từ à, Khi có thể mà bạn bị một thời gian á là nó kéo đến cái việc đau bao tử nha À có thể là kéo tới à, bệnh tiêu chảy luôn đó à, Hoặc là có thể nó kéo đến cái gì à À đầy hơi À nó là bị chết nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm á Nó làm cho chúng ta đau bao tử nè Nó làm cho chúng ta bị đầy hơi nè Nó làm cho chúng ta bị tiêu chảy nè Nó làm cho chúng ta khó gì à khó khó đi cầu nữa ok chứ nó bị rối loạn á nó là nó khó đi cầu nữa các bạn thấy cái chết nó nguy hiểm mà nó vô cùng nguy hiểm nó vô cùng nguy hiểm nên là các bạn hãy giải quyết cái vấn đề này đừng có để cái chết nó ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của mình đừng có để cái chết nó ảnh hưởng tới hành trình khởi nghiệp của mình nên là các bạn cần phải bình tĩnh cái điều này à à cái những cái điều đó là nó hoàn toàn nó không tốt chào bạn thanh thanh ok chưa các bạn nào mà không xem được từ a tới z á bởi vì do cái buổi trưa thì các bạn nhớ các bạn chia sẻ cái live stream về nhà các bạn để các bạn lưu đó để lúc là rảnh lúc tối chúng ta về xem trước khi đi ngủ chúng ta xem để chúng ta biết với cái điều này nó hữu ích mà à dạ em biết anh một tháng rồi em có mua hai quyển sách ok rồi đó với số điện thoại tuyệt vời vậy thì à sau khi mình xem live stream xong thì mình sẽ đưa cái đường link cho bạn võ anh để em ép vào một cái group em trả lời được những câu hỏi thì em ép vào group à, cảm ơn bạn võ anh nhé cảm ơn bạn đã ủng hộ mình rất là tuyệt vời à bạn nguyệt lê tuyệt vời bạn nguyệt lê ơi ok dạ. nó là khi bị chết thì bạn hay 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 thì hay gì ạ à, thường thường mà những người mà bị chết đó là 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 bạn hay ăn uống vội vàng lắm à, bạn ăn uống bị nhanh bạn ăn uống hoặc là bạn 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 như thế nào à bạn không muốn ăn vậy thì một trong những cách ở đây là à, trước khi ăn thì bạn bình tĩnh lại trước khi ngồi ăn thì bạn cần bình tĩnh lại đừng cứ nghĩ tới cái công việc nghĩ tới cái bữa ăn à, à dành trọn toàn vẹn cái phút giây cho cái bữa ăn bỏ cái công việc qua một bên à, nhìn quan sát cái chén cơm của mình hình dung cái chén cơm của mình hình dung chén cơm nó rất là ngon nó thơm à Ok chưa? Bạn Vũ Văn Chi thầy ơi em chưa vào group. Ok, bạn chưa vào group thì bạn phải nói để để mình mới biết à, và, mình đưa cái đường link cho bạn và bạn trả lời được câu hỏi thì bạn sẽ vào group. Ok, bạn Lung Linh. Con học được từ sách của thầy vượt biên đó là nghị lực vươn lên làm dám làm dám từ bỏ con đường làm công à lương nhiều người mơ ước mà bước ra tự làm chủ lấy kinh nghiệm Dù có khó khăn thất bại ai nói gì thì vẫn cứ cố gắng vươn lên để bước đến mục tiêu Ok Em ghi ra được như vậy Là em sẽ gì à Sẽ đưa những cái điều này vào trong chính cái con người em á Bé luôn lên rồi Rất là tuyệt vời Còn cứ quyển mỗi ngày một chút thôi thì em học được cái gì em nói ra luôn à, Em nói ra như vậy nó sẽ làm cho em nhớ sâu hơn những cái điều này nó đi vào phía trong suy nghĩ của em hơn Từ Về ngoài bạn luôn luôn lên rồi Nên mình quay lại cái thứ tư đó là Khó tiêu đúng không Khi Mà bạn khó tiêu như vậy đó Là nó ảnh hưởng tới cái vấn đề ăn uống Rồi nó dẫn đến rất là nhiều bệnh Nên chính vì vậy đó cái bữa ăn các bạn cần dừng lại Cần đi ăn chậm lại Nhìn à, à, Chén cơm, nhìn những cái rau rác Đặc biệt là những cái bạn mà cái khẩu phần ăn thịt nhiều quá Thì các bạn giảm cái khẩu phần ăn thịt đi à giảm cái khẩu phần bằng thịt đi à, rau rác bao nhiêu thì nó cũng dễ tiêu và nhìn những cọng rau rác đó và 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 chúng ta chấm vào nó chấm và chúng ta ăn và chúng ta cảm nghiệm nó rất là ngon à. bạn hiểu chưa bạn cảm nghiệm nó ngon nó rất là ngon cảm nghiệm từng cái một à. và khi mà bạn ăn mà bạn cảm nghiệm ngon thì cái bộ tiêu hóa của bạn nó cũng cũng sẽ rất là là tốt à. và nó làm cho và khi tiêu hóa tốt là nó dẫn đến hàng loạt những cái điều tốt mà khi tiêu hóa nó có vấn đề đó là nó dẫn đến hàng loạt cái điều xấu mà hồi nãy mình đã phân tích cho các bạn rồi đó ok chưa vâng à, và tiếp tục cái thứ năm à, cái thứ năm thì stress nó ảnh hưởng đến cái gì nữa các bạn cứ vô à, và rất nhiều luôn đó thầy ạ à. À, biết là nhiều em nhưng mà mình mình cũng cần phải tổng kết và mình ghi ra được những cái ý chính à, biết là nhiều nhưng mà nhiều mà chúng ta không nêu ra được cái gì thì nghĩa là nó không có nhiều Nhiều chúng ta phải ghi ra được 1, 2, 3, 4, 5 à, Thì cụ thể nó như vậy thì chúng ta mới gọi là nhiều Chứ mà chúng ta nói à, nhiều lắm à, Nhiều lắm mà không ghi ra được thì như vậy không được gọi là nhiều À ok chưa, như vậy là chúng ta chỉ có nói thôi à, Nó là nhiều thì chúng ta phải ghi ra à, Thì mới gọi nó là nhiều, ok à, Tiếp tục Cái thứ năm À, và, và các bạn hồi nãy giờ mình hỏi các bạn các bạn hồi nãy giờ các bạn có học được nhiều điều không ạ à? À, vậy thì các bạn comment xuống vừa mình cái đi các bạn học được cái nhiều điều gì hay chứ không mình cứ mình đứng mình nói hoài mà mình không thấy các bạn comment à, các bạn thắc mắc cái gì thì các bạn hỏi mình và mình cũng chia sẻ với các bạn có những bạn mới vô các bạn chưa biết mình à, mình tên là nguyễn thái duy và hiện tại thì mình như thế nào à, mình lập cái vườn ươm doanh nhân đi và mình chuyên chia, chia sẻ cho các bạn cái cách ra làm chủ doanh nghiệp thôi cái cách làm sao để chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp à, và um, mình là tác giả của những cái quyển sách này à, quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi và quyển thứ ba là quyển bì dân đồ quay ba cái quyển sách này Bì dân đồ quay thì bán ở nước ngoài à, và bì training à, các bạn thấy cái chữ bì training giờ vừa nhân bì training cái khóa học mà mình chia sẻ cho các bạn là cái cái khóa này. À, và bạn nào đó mà tại mà khắp mọi miền đất nước mà các bạn như thế nào ạ? À? à các bạn như thế nào à các bạn à, mua hai cái quyển sách à, tiếng Việt của mình à, gửi đến nhà các bạn à, thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng. À, cái, cái cái group đó chỉ, 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 chỉ chia sẻ về kinh doanh, đặt những câu hỏi kinh doanh mình sẽ tất kè cái group này kỹ hơn à mình sẽ giúp cho các bạn những cái kiến thức những cái kinh nghiệm những kinh doanh cũng như chỉnh sửa cái cách về con người của bạn nữa ok chưa à, thì bạn nào mua hai cái quyển sách thì các bạn sẽ được ép vào cái group này ok chưa à, cảm ơn các bạn rất là nhiều à bạn thắng bùi chính trị phải đi kèm với kinh tế phải không thầy ok ở đây thì không lo quan tâm tới việc chính trị à, bạn nào đi nói tới chính trị thì các bạn hãy đi 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 như thế nào đi làm chính trị đi ở đây là tập trung uh, ra khởi nghiệp và làm ăn thôi, chia sẻ thôi. Còn bạn nào muốn nói chính trị thì hãy đi vào những cái group chính trị để chúng ta nói. Ok, rồi, tiếp tục. Cái thứ năm. À, cái thứ năm. Ok chưa? Cái thứ năm. Bạn Thành Bùi em chưa vào group uh, vì không thấy, ok chưa? Bạn chưa vào group là chắc là bạn không trả lời được hai cái câu hỏi. À, uh, bạn không trả lời được hai cái câu hỏi, ok chưa? Cái thứ nhất là mà nói là khó ngủ đúng không? cái thứ hai là nhức đầu đúng không cái thứ ba là đổ mồ hôi đúng không cái thứ tư là khó tiêu đúng không cái thứ năm các bạn ghi vô cái thứ năm là nó làm cho chúng ta bị rối loạn tình dục luôn à cái stress nó làm cho tao rối loạn về tình dục à, à nam sẽ bị nhiều hơn nữ cái thứ năm là nó làm cho tao rối loạn về tình dục luôn thầy chia sẻ tuyệt vời giúp em biết thêm nhiều cách để chăm sóc bản thân và gia đình tuyệt vời à, bạn giác nguyễn ơi ok em à rất là tuyệt vời Vậy thì nó nó như thế nào ạ? À? à nó giúp cho chúng ta nó cái stress đó nó nó dẫn đến chúng ta rối loạn về tình dục luôn. Và đặc biệt là người nam ảnh hưởng nhiều hơn người nữ. À nghĩa là à, nó làm cho bạn à, không ham muốn về tình dục nữa, nó làm cho bạn à, à, không ham muốn, các bạn không còn sức lực nữa. À các, các bạn chưa à? và cái nó làm cho bạn căng thẳng và nó làm cho bạn à, hầu như là không quan tâm đến cái việc đó nữa. À, nữ cũng bị nhưng mà nữ thì ít hơn nam thì dễ bị cái vấn đề này hơn và đặc biệt mấy ông thì rất là nguy hiểm mấy ông chết thì mấy ông lại lại đi gì đi nhậu nữa chứ à, và đi nhậu nó lại bị bị gì? bị kép luôn bị kép luôn tức là à, vừa bị chết rồi cộng đến nhậu nữa hai cái đó nó bập vô nhau luôn à, và nó làm cho mấy ông bị rối loạn luôn à, nên là à, stress nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là chúng ta rối loạn tình dục ok chưa và như vậy thì nó hoàn toàn nó không có tốt chút xíu nào à, và nếu các bạn để kéo dài thì càng ngày nó như thế nào nó càng trầm trọng thêm à, em có hai quyển sách của thầy rồi thầy cho em vào group ok à xong livestream này thì mình sẽ đưa em cái đường link và em trả lời được đường link thì em vào group ok chưa à, và nó nói như thế nào ạ à? à, khi mà các bạn bị các cái triệu chứng này thì thứ nhất đó là các bạn phải giảm stress đi à, phải buông bỏ ngay phải buông bỏ gấp hồi nãy mình nói rồi stress nó dẫn đến rất là nhiều bệnh hãy buông bỏ gấp và cái thứ hai như thế nào à đi gặp bác sĩ à, đi gặp bác sĩ hãy buông bỏ stress buông bỏ stress gấp hãy đi à, một tuần làm việc phải dành cho một hai ngày cho mình à, xả ra à, buổi tối nên về nhà ngủ sớm à, đừng có bị stress rồi là đi nhậu nữa rồi đi uống cà phê nữa Rồi đi uống trà thường thường mấy ông á cái, cái, cái tính đó xấu kinh khủng Bị chết là hay đi nhậu rồi đi uống cà phê rồi uống trà tức là toàn là đưa những cái chất kích thích Không tốt vào người không à Thì nó lại Bị nhiều nữa Nó lại can bị nhiều nữa à, Từ từ bạn thành bùi, Mình đang livestream thì làm sao mình đưa cho bạn được Xong livestream thì mình mới đưa cho bạn được ok chưa à, Nó là chúng ta nó như thế nào à, à Chúng ta mới ờ à, à, cần phải hiểu ra được cái ý thức chết và đặc biệt là dân làm kinh doanh cần phải gì à cần phải phải gì à phải buông bỏ hết những cái việc đó đi và ý thức ra được rằng chết là không tốt cho sức khỏe của chúng ta à, không tốt cho cái bộ máy làm việc của chúng ta Nên là chúng ta cần phải phải làm nó cái thứ sáu là nó có triệu chứng gì à? ngứa ngáy và nổi mụn à ghi vô à, ngứa ngáy và nổi mụn ghi vô cái thứ sáu À, mình cũng đang đói bụng lắm rồi đây hồi nãy giờ đang livestream với các bạn mà bụng mình nó đói thấy rõ ràng cái bộ tiêu hóa mình nó đang tiêu hóa rất là tốt thầy ơi em mua hai cuốn sách của thầy nhưng em chưa được nhận thầy ơi ok à, em chưa nhận hả có ai gọi điện thoại cho em chưa em có hai quyển sách khi nào rảnh thầy cho em vào group ok à, mình không có cho bạn vào group được bạn trả lời được hai câu hỏi thì bạn sẽ vào group bạn không trả lời được câu hỏi thì bạn ở bên ngoài. Ok chào bạn Thiên Tạo, chào bạn Ngọc Dao. Ok. Spa Quỳnh Dao, ok. Cảm ơn bạn tạm nhiều. À khi bạn ngứa ngáy nè, bạn nổi mụn nè, da bạn tự nhiên nó nổi mỏng lên nè. Có nhiều ông ra cơ nghiệp mình thấy mặt mụn không. Dạ chưa ai gọi cho em thầy ơi. Ôi. Vậy là vậy là em cho mình lại số điện thoại hoặc là em cho cái số điện thoại sai rồi. Bạn Ngọc Lợi ơi, em cho mình số điện thoại đi à, Ngày hôm nay sẽ có người gọi và giao cho em liền à, Có nhiều người ra khởi nghiệp Mà một hồi thời gian sau gặp lại Trời ơi ốm hốc hát mặt nổi muộn không Mấy ông đó đang gì à? đang đang bị trách nặng luôn à, à, Ok chưa Hoặc là có kinh khinh hướng đỏ ẩn Là cái đó là do bạn gì à, à Bạn bị trách à, <laughs> Thì trường hợp đó là bạn phải đi tập thể dục à, trường hợp như vậy thì ngủ sớm dù ra khởi nghiệp dù bị rất là nhiều áp lực nhưng mà hãy tập thể dục số điện thoại của em đó thầy ok bạn ngọc lợi chút xíu nữa trong chiều nay có các bạn sẽ gọi điện thoại cho em đang là khổ chủ ok chưa à chỉ là bùi thiên tạo đang bị đúng không ok em hãy chia sẻ cái livestream này về nhà em em đi lưu lại và xem à, ok chưa à, lưu lại và xem để biết thì cái lúc này bạn hãy nhanh chóng và gấp liền hãy nhanh chóng và gấp liền à, ngủ sớm ok chưa đi tập thể dục gặp những người có tích cực năng lượng tích cực để nói chuyện với họ à, để chúng ta như thế nào à chúng ta có được đọc thoải mái biết được cái cách giải quyết vấn đề chứ à, chúng ta đừng có để nó kéo dài bệnh hoạn rất là nhiều bạn nào hồi nãy giờ xem livestream mà lần đầu tiên biết mình thì nhớ kết bạn với mình nha, nhớ comment xuống Để sau cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi à, Chia sẻ về nhà bạn để các bạn nhớ Nhớ để còn xem lại à, Các bạn không nhớ thì làm sao các bạn xem được Ok chưa Nên là được chia sẻ livestream về nhà các bạn Và tiếp theo nữa là bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống đi Comment xuống, à, xin chào hay là, là được làm quen gì đó sau khi xem livestream này xong thì mình sẽ kết nối với các bạn, ok chưa? À, bạn nào mà chưa có hai quyển sách của mình thì các bạn hãy comment xuống và các bạn mua hai quyển sách của mình, mình sẽ gì à, mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng để chia sẻ các bạn về kinh doanh, nói những cái câu chuyện về kinh doanh sâu hơn ở trong đó. à, cái quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn và quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều, tiếp tục tiếp tục ok chưa à những bạn như vậy á những bạn mà ngứa ngáy nè nổi mụn nè ôm nhôm ôm tâm teo nè thì hãy ngủ sớm tập thể dục mà bảo đảm sáng ngày mà bạn dậy bạn tập thể dục thì tối là bạn ngủ sớm ngay à, và bạn cân bằng con người của bạn lại thì bạn khỏe ngay ok chưa tiếp tục cái số 7 cái số 7 là có những bạn bị đau ngực tức ngực tức là Tức là ở đây mình nói là các bạn lúc này các bạn hơi bị nặng rồi, hơi bị nặng được tức ngực luôn. Tức ngực luôn các bạn. À, tức là bị stress mà dẫn đến tức ngực luôn. À, cái điều này là bạn đang bị nặng rồi. Mà bạn nào mà mà thường xuyên như vậy là là cái điều này rất là dễ bị đột quỵ và nó dễ ảnh hưởng qua tim luôn. À. Bạn mà lâu lâu mình nhức bị stress đến nỗi mà tức ngực luôn. là coi chừng ảnh hưởng qua tim là rồi đó rất là nguy hiểm nguy hiểm vô cùng ok chào bạn trần linh chào bạn lê văn nhân ok cảm ơn các bạn rất là nhiều thì cái lúc này là nó vô cùng nguy hiểm à à bạn cần phải xả hết xả việc cơ hết đi cái chỗ khác nghỉ đi đừng có vì công việc đừng có ôm công việc nữa bảo vệ cái sức khỏe của mình bảo vệ cái sinh mạng của mình là quan trọng nhất bạn nào mà chết mà bị tức ngực là là chuẩn bị tiệt, chuyển qua tim hoặc là bắt đầu tim rồi điều này vô cùng nguy hiểm ra kinh doanh mà mà ra kiếm tiền mà ảnh hưởng tới cái 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 sức khỏe mà cái sinh mạng của mình như vậy thì kiếm tiền làm gì à, nó là bỏ hết bỏ hết qua một bên chào bạn hồng thực à, dẹp hết qua một bên đi nghỉ đi đi chơi đi để bảo vệ mình đã chứ các bạn nào mà rớt vào cái tình trường, trạng này là là như thế nào à nguy hiểm vô cùng nguy hiểm vô cùng bạn đột quỵ lúc nào không hay à nên là hãy ý thức ra được cái việc này ok chưa hãy ý thức ra được cái việc này các bạn ơi à. các bạn nào bạn trần linh em chia sẻ cái livestream về nhà em chưa bạn hồng thực các bạn đã chia sẻ chưa à. và các bạn đang xem livestream thì hồi nãy giờ các bạn thấy những điều mình chia sẻ các bạn thấy có hứa đó hứa thì các bạn comment xuống các bạn nói à nó rất là tuyệt vời nó rất là hữu ích và bạn nói là tôi À, không bao giờ để bị chết và tôi luôn có sức khỏe tốt tôi luôn ngủ ngon các bạn comment xuống nó như vậy để gì nó đi vào trong tiềm thức của các bạn ok chưa nó đi vào trong cái thói quen của các bạn à, chào bạn lộc nguyễn ok chào bạn nguyễn tấn phát ok chưa chào bạn thanh bùi ok chưa chào bạn thanh bùi à, tiếp tục ừ. nó là không có để chúng ta để bị tức ngực rất là nguy hiểm tiếp theo là gì à cái số 8 các bạn ghi số 8 đó là câu gắt à những người nào mà hay cấu gắt nè hay hở chút giận nè em không chia sẻ được thầy ơi ok được cái xong em được em em thoát ra là em vào cái facebook của mình á em vào facebook của nguyễn thái duy là em sẽ chia sẻ liền bạn nguyệt lê cảm ơn bạn nguyệt lê rất là nhiều em còn đang like hả thầy còn đang like đúng rồi con đang like chim em à, còn đang like phát ơi em tưởng nó không like hả đang like mà à bạn nào mà bắt đầu khó cấu gắt khó chịu khó tính hở chút là bực mình bạn cũng đang bắt đầu có dấu hiệu chết rồi bạn đang bắt đầu có dấu hiệu chết rồi à à nói chuyện thì à thì rất là dễ bực mình nói chuyện rất là gì à, đang rất là cấu gắt à, thì bạn đang có cái dấu hiệu rồi à và như vậy á là các bạn biết như thế nào à như vậy mà bạn làm việc với nhân viên đó là bạn dễ bực mình với nhân viên lắm à, bạn về nhà bà bạn nói chuyện với vợ bạn cũng dễ bực mình với vợ lắm con cái của bạn làm cái gì thì bạn cũng dễ dễ la nó lắm lắm ok chưa à, bạn rất là dễ nóng giận ok chưa à, chào bạn phạm thành trung lâu quá chưa gặp em à, à, con cái thì bạn dễ nóng giận à, bạn bè thì bạn cũng dễ giận à, khách hàng thì nhiều lúc bạn nói chuyện rất là dễ ghét ok chưa điều này hoàn toàn không tốt em chết sáng nay nè thầy tại em bị quên mà hai mẹ con cãi nhau ì đùng à, đó thấy chưa vậy là bị chết rồi à, à, cãi nhau với mẹ rồi vậy là bị chết rồi ok chưa chưa kiểm soát được mình là bạn nào mà đang như vậy là các bạn cũng bị chết rồi và bắt đầu nó bể chuyện các các bạn tới giờ nó bể đủ chuyện đó cũng cái sự việc đó xảy ra mà lúc mà sức khỏe bạn tốt mà bạn không bị chết đó bạn thấy nó bình thường à À, nhưng cũng có sự việc nó xảy ra mà cái lúc sức khỏe bạn không tốt và bạn bị chết á là tự nhiên bạn làm cho nó to chuyện ra bạn có đồng ý ra điều này không ạ à? à bạn thứ gì la duy gì, gì đó à à bạn la duy giang chào thầy em em chia sẻ rồi nãy giờ em đi ngủ xem lại sao thầy chia sẻ rất hay không có thời gian chúc thầy một ngày tuyệt vời ok bạn la duy giang bạn rất là tuyệt vời ok bạn phạm Văn trung lâu quá chưa gặp em nha bạn phạm văn hoàng tuyệt vời ok à, tự nhiên thấy các comment của bạn em đang bị luôn xưa nay em dễ tới lắm dạo này em hay cãi hay nổi nóng ok vậy là bà thông đang bị chết rồi và hãy giải quyết liền à ok chào bạn anh hà đừng có để nó chết nó như vậy thông ơi không tốt chút xíu nào em à. em sẽ gây ra những cái hậu quả À, cho vợ rồi nè cho con mình nè cho khách hàng của mình nè cho nhân viên của mình hoàn toàn không tốt em anh dung chưa à, cũng cái sự việc đó mà lúc mà mình không chết á mình giải quyết nó ngọt sớt à mà cũng sự việc đó lúc mà mình chết á mình câu gắt bú sùa đó à, điều này nó không tốt chút xíu nào ok chào bạn nguyễn thanh long à, của thanh long đường ok rất là vui bạn xem cái livestream này à Tiếp tục các bạn ơi, chào bạn Nguyễn Hồng Trang. Ok, em tốt ngoài Hà Nội mà em cũng xem livestream hả Trang rồi Lúc này đang đã ra Trang rồi Tiếp tục cái thứ chín. Ghi vô cái thứ chín là, là, là bắt đầu bạn có dấu hiệu đau vai và đau lưng. À, nhất cái vai này, đau lưng này hay có dấu hiệu đó. Thì đó là cũng là một trong những cái dấu hiệu các bạn bị chết À. Cái bạn khi các bạn bị chết thì cái dáng đi con người bạn nó cũng khác ra. Em với mẹ giải quyết được rồi thầy em không mệt chứ em mệt thì nguy hiểm quá đúng rồi đúng rồi đã phát à, những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta bị chết trong công việc đó à, nó là hãy nhanh nhất bạn nào đang bị vướng thì hãy nhanh nhất à, đi ra à, chỗ nào đó đầu óc rất là thoải mái thả à, đầu ra nhìn ngắm dòng sông nhìn ngắm cây hoa nhìn trời nhìn đất nhìn mây làm một cái ly nước uống rất là thoải mái ok chào bạn nguyễn hồng trang nhiều ok à, bé cháu được mấy tuổi rồi em hình như mình nhớ nhớ chắc cũng ba tuổi rồi đúng không ba à, bốn tuổi gì rồi à, rồi thành lúc lúc này sắp có vợ cho em ơi trang trang ơi à, ba mẹ em lúc này khỏe không à, chào bạn đào ngọc hân vậy mình phải ứng xử như thế nào với người đang bị chết vậy thầy chúc thầy giúp em với ok những người đang bị chết thì à cái câu hỏi của bạn bạn đào ngọc hân vô cùng hay các bạn ơi à các bạn cho bạn đào ngọc hân một tràng pháo tay rất là lớn đi à, đây là một cái câu hỏi rất là hay khi à khi mình thấy những người bị chết vậy á thì mình phải thông cảm cho họ và mình thương họ và mình nhẹ nhàng với họ mình đừng họ cố gắng với mình thì mình tạm thời im lặng đi à, hoặc là mình tránh xa họ một chút xíu hoặc là mình rủ họ đi uống cà phê để mình ngồi À, họ cứ bực mình thì mình ngồi mình lắng nghe họ thay vì mình cứ làm cho họ bực mình họ nóng lên ok không? à nên là bạn đào ngọc thân em có cái câu hỏi hay vô cùng à thực sự là hồi nãy giờ à, cái câu hỏi hay nhất của cái buổi livestream hôm nay là câu hỏi của em đó ok chưa em có một câu hỏi rất là xuất sắc ok bạn bạn hân ơi à, thực sự là mình phải thương họ mình phải yêu quý họ mình phải giúp đỡ họ được hơn chia sẻ của thầy tuyệt vời ok bạn lê nguyễn thi ok mình phải giúp đỡ, đỡ họ nhiều hơn mình phải thương họ chứ không phải mình bực mình giữa họ không phải mình giận họ ok chưa mà mình phải biết rằng họ đang rớt vào cái vòng xoáy đó và mình phải bình tĩnh tại vì mình là người không bị chết mà mình thương yêu nhiều hơn vị tha nhiều hơn để gì mình kéo họ ra ok không em tiếp theo là những người mà bị nhức vai nè đau lưng nè À, hoặc là bị căng cơ thì có thể là các bạn đi massage à, các bạn đi so bóp các bạn đi thư giãn à, các bạn biết là massage hoặc là spa cũng là một cái cách để chúng ta giảm chết đó để chúng ta thư giãn căng cơ thư giãn đó đi các bạn thấy những cái cầu thủ mà trước khi à, khi mà họ đi đấu với họ đi đá với trận đá đỉnh cao không à, sau khi trận đá đỉnh cao xong là họ về họ đi massage họ đi thư giãn họ làm cho đạo của họ nó thoải mái ra nó thư thái ra ok chưa à, và như vậy thì tự nhiên họ có cái cuộc sống nó tuyệt vời nó ý nghĩa hơn à, các bạn nhìn hình dung chưa nó là bạn nào mà căng cơ nè tay chân bắt đầu nhức nè rồi là nó dễ bị trật chân nè mà gân rồi găng nó dễ bị đau nè đau vai đau lưng nè đó là lúc là cái dấu hiệu bạn đang như thế nào à? bạn đang stress đó nhưng mà giận đầu tiếp tục cái số 10 mình cũng chia sẻ nhanh cho mình 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 cũng đói bụng quá rồi cái cơ quan tiêu hóa của mình hiện tại nó tiêu hóa cũng dữ rồi ngủ à, à, đói bụng rồi ngủ nhiều ok nhớ các bạn thấy kỳ lạ mà ngủ nhiều cũng là dấu hiệu chết ít ngủ cũng là dấu hiệu chết mà ngủ quá nhiều cũng là dấu hiệu bị chết à bạn nên nhớ vậy cái gì nó quá thì nó cũng bị ngủ chết cũng có thể là bạn mất ngủ nhưng nó cũng có thể là ngủ rất là nhiều và cơ thể các bạn nó nó mệt nó nó không muốn dậy à cái đó là một cái cái gì à? à một cái dấu hiệu cảnh báo á là cơ thể bạn nó mệt mỏi quá đầu óc bạn mệt mỏi quá và nó cần phải xả đi nó cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn à tuy nhiên nếu mà bạn cứ ngủ nhiều như vậy á, thì nó lại hoàn toàn không tốt à thêm ngủ đúng rồi thêm ngủ và ngủ rất là nhiều thì đó là cái dấu hiệu bị chết đó nên là chúng ta cần phải như thế nào ạ à? à chúng 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 ta cần phải à, à, tập thể dục à, ngủ nghỉ đúng giờ và lành mạnh à, và tốt nhất là chúng ta ngồi ngồi thiền nha tốt nhất là chúng ta ngồi thiền à, vậy thì các các bạn thấy không ạ à? các bạn chết các bạn thấy chết hồi nãy nó nguy hiểm à, à hồi nãy mình nói chết nó vô cùng nguy hiểm nó dắt nó nó làm cho chúng ta bị bệnh tim nè bị bệnh tiêu hóa nè nó làm cho chúng ta bị nhức mỏi cơ này, ok chưa? nó làm cho chúng ta bị độ quỷ luôn, nó làm cho chúng ta già đi rất là nhanh, nó làm cho chúng ta nổi mụn, các bạn thấy chưa? cái chết là một cái kẻ thù nó rất là vô hình, à, nó kiểm soát, nó kiểm soát ta. nếu bạn nào mà bị chết á, là các bạn bị cái chết đó, nó kiểm soát ta. các bạn ra làm kinh doanh đó, các bạn đừng có để cái chết nó kiểm soát mình. À, điều quan trọng á là là bạn đừng có gì đừng có chắc mọi thứ lên vai mình đừng có chắc mọi thứ lên người của mình cái suy nghĩ á mà mà bạn càng làm như vậy á bạn nào mà càng nhớ là à, trách nhiệm em phải như làm vậy bổ phận em làm phải làm vậy á là bạn chất rất là nhiều thứ lên con người của mình nó là bạn cảm giác là bạn bị kiệt sức đi à và đó là lý do mà bạn bị 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 stress ok chưa thì lúc này là bạn như thế nào à bạn hãy tìm cách bạn kiểm soát nó bạn đừng có để nó kiểm soát mình bằng cái tư duy và cái suy nghĩ thôi À, hồi trưa hồi xưa mình không có kinh nghiệm thì mình cũng bị chết nhưng mà bây giờ thì mình có kinh nghiệm rồi à, lúc cần là mình buông bỏ mình rất là bình thường không có cái gì hết à, rất là nhẹ nhàng không có cái gì hết à, buông bỏ nó à, và đó là cái suy nghĩ tích cực à, ngủ nghỉ đúng giờ à, tập thể dục à, đi chơi với những người tuyệt vời à, và đã quan trọng là cái cách giải quyết tư duy và cái cách kiểm soát được cái cảm xúc của con người của mình cần thì buông bỏ thì, thì cái đó là một trong những cái cách mà làm cho chúng ta không bị chết và chúng ta luôn có mục tiêu chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu thôi đó, nhiều người tham làm nhiều thứ quá cũng bị chết ok cái này là nguy hiểm vô cùng à, vậy thì à, buổi trưa hôm nay mình chia sẻ đến bạn cái chủ đề về chết và nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh nó là như vậy à, và à, mình à, các bạn nào chưa có sách các bạn hãy mua hai cái quyển sách này của mình vượt biển lớn và mỗi ngày một chút thôi và các bạn nào có hai cái quyển sách này rồi thì mình sẽ các bạn vào một cái group riêng để như thế nào ạ, à? để à, chia sẻ các bạn về kinh doanh à. và hai quyển sách này chỉ có 210 trăm thôi lúc này lúc này như thế nào à lúc này là 210 trăm và mình free ship cho các các bạn à, trên khắp mọi miền đất nước à, bưu điện sẽ gửi đến nhà bạn rồi sau đó mình sẽ các bạn vào một cái group riêng À, cái group này là gồm có rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước luôn cả ở nước ngoài luôn đều ở trong cái group này à, và mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh các bạn sẽ đặt mình những cái câu hỏi về kinh doanh và cơ hội chúng ta làm quen với tất cả các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước này à, cũng là là người kinh doanh ok điều này nó rất là tuyệt vời à, tối nay mình có lớp khởi nghiệp vào kinh doanh miễn phí mà mình sẽ gặp các bạn vào cái lớp vào tối hôm nay bạn nào ở gần thì gặp mình vào tối hôm nay và cuối tuần này mình có lớp làm chủ doanh nghiệp, à, làm chủ doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, ok chưa? cái lớp làm chủ doanh nghiệp, ok chưa? À, à, hai ngày vào thứ bảy và chủ nhật, okay, ok chưa? liên liên tục, lớp này khoảng 80 bạn và cuối tuần sau thì mình có cái lớp là disc và motivator là cái lớp giúp cho bạn xây dựng đội nhóm à, bán hàng, đội nhóm marketing đội nhóm làm việc à, vô địch à, và giúp cho bạn hiểu được tính cách của à, và động lực làm việc của từng con người một à, cái lớp này nó thể hiện cái năng lực lãnh đạo của bạn cái cách dùng người của bạn ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc các bạn buổi trưa rất là ngon miệng và sau cái buổi này thì mình cũng đi ăn cơm trưa đây bye bye các bạn nhiều bye bye các bạn